Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một cái món bánh mì rất là ngon mà các bạn không nên bỏ qua. Đó là bánh mì dừa nho. Mình lưu ý các bạn là làm cái món này là đắt hàng lắm đó nhé. Cho nên là mình phải dự trù mình làm nhiều nhiều để mình ăn cho đủ ha. Và sau đây mình mời các bạn theo dõi cách làm của mình nhé. Thì cũng vẫn với cái cách làm từ bột cái. Mình có 100 g sữa tươi, mình hâm ấm, rồi mình cho vô là 15 g mật ong, trộn đều lên. Rồi sau đó mình cho vô đây là 5 g men khô, men instant yeast hay active rice yeast gì cũng được ha. Rồi sau đó mình để đó từ 5 cho tới 15 phút cho nó nở ra ha. Đó, cái men của mình làm bằng instant rice yeast cho nên là chừng 5 phút đó là nó đã nở được như vậy rồi. Rồi bắt đầu mình trộn vô đây đó là 100 g bột 13% là bột số 13 đó các bạn. Ở bên Mỹ kêu là bột làm bánh mì á, bread flour đó. Mình trộn đều lên. Xong sau đó mình để cho nó nở gấp 4 lần so với cái thể tích ban đầu ha. Thì nhiệt độ phòng của mình là cỡ 22 độ C đó, thì mình ủ cỡ 60 phút vậy đó các bạn. Rồi, trong cái thời gian đó mình trộn bột chính luôn nha. Mà hôm nay là mình làm phương pháp là không có nhồi bột đó. Mình có ở đây đó là một cái trứng và sữa, tổng cộng là 260 g, 4 g muối, đường đó là 40 g đường. Mình bỏ vô mình trộn cho nó đều lên, cho nó tan đường tan muối ra. Sau đó thì mình sẽ cho vô là 400 g bột 13% là bột số 13. Các bạn làm bột số 11 cũng được ha, nhưng mà các bạn phải giảm bớt lượng sữa lại chừng 50 g gì đó nhé. Rồi mà các bạn trộn đều lên cho nó đến khi mà các bạn hết thấy cái bột khô rồi đó. Rồi lúc này thì các bạn cho bơ vô. Bơ đó là ở đây là mình dùng là 60 g bơ. 60 g bơ mình hâm vào vi sóng á, cho nó tan ra như vậy. Rồi mình đổ vô chung với cái bột mình trộn đều lên luôn. Mình trộn đều lên một hồi đó các bạn, cho nó đều hết rồi thì các bạn đậy lại cho bột nó nghỉ. Bạn cho nó nghỉ 30 phút nha các bạn. Nghỉ để cho cái thời gian nó để cho cái gluten nó hình thành đó các bạn. Làm cái cách này rất là nhàn các bạn ơi, không có cần phải dùng máy để mà nhồi đâu. Trong thời gian đó thì mình chuẩn bị tới cái phần nho khô. Mình có ở đây là 100 g nho khô. Các bạn không cần ngâm gì hết, các bạn đổ nước sôi, nước nóng vô. Rồi các bạn rửa sơ nó qua, rây cho nó ráo nước là được rồi ha. Các bạn không có nên ngâm cái nho khô cho nó nở thiệt nở. Các bạn làm như vậy thì cái nho của mình nó không có còn ngọt nữa đâu nha các bạn. Rồi xong sau đó mình chờ chuẩn bị tới cái phần dừa. Dừa thì các bạn dùng là 150 g dừa nhé. Dùng dừa đông lạnh. Còn nếu mà các bạn có dừa bào thì các bạn làm. Thì bởi vì là mình làm dừa tươi cho nên các bạn phải làm cái bước này. Nếu mà các bạn làm dừa khô thì không cần cái bước này. Đó là các bạn phải rang sơ qua cho cái dừa nó khô bớt nha các bạn. Cho nó cái dừa nó không còn bị ướt nữa đó. Các bạn phải làm như vậy thì cái bánh mình mới để được lâu mà nó không có bị hôi như bị mùi dầu dừa nhé. Các bạn rang chừng 5-7 phút gì à, là bắt đầu cái dừa nó khô lên, là cái nó có hơi bốc cái mùi thơm là được rồi nha. Mình cho thêm 1/4 muỗng cà phê muối đó. Muối để nó làm cho cái dừa mình nó mau khô hơn đó các bạn, và cái hương vị nó đậm đà hơn nữa ha. Ở đây đó là mình có 50 g bơ. Bơ mình để nhiệt độ phòng rồi ha. 45 g đường. Nếu mà các bạn làm dừa khô mà nó ngọt á thì các bạn phải bỏ giảm bớt lượng đường ha. Một cái trứng gà, nhưng mà các bạn sẽ múc lại chừng 1 muỗng cà phê cái chồng đỏ đó các bạn.
đó, mình để dành lại một muỗng cà phê trồng đỏ để mình lát nữa mình quét lên cái mặt bánh. Sau khi mà các bạn trộn đều lên rồi đó, không cần tan hết đâu, rồi các bạn sẽ bỏ cái phần dừa rang các bạn mới rang vô, rang xong đó bỏ vô mình trộn lên là nó sẽ tan bơ ra hết à, tại cái dừa đó nó vẫn còn đang hơi ấm ấm đó các bạn. Đó, cái hỗn hợp của mình sau khi trộn xong nó như vậy, nó khô khô ướt ướt vậy chứ nó không có nên lỏng quá nha các bạn. Cái bột của mình đã nghỉ 30 phút rồi nè, thì bây giờ bắt đầu cái mình dùng cái phương pháp mình gập bột đó các bạn. Đó, các bạn cứ kéo ra rồi các bạn gập lại, kéo ra xoay chiều gập lại, các bạn làm như vậy chừng vài phút rồi xong các bạn nắm, các bạn đập xuống vậy đó, nắm cái cục bột đập rồi xoay chiều đập cái cục bột xuống như vậy ha. Rồi các bạn làm chừng 5 phút đổ lại thôi, rồi các bạn đậy lại, các bạn cho nó nghỉ tiếp. Thì cái bột cái của mình nè, sau 60 phút cho tới 70 phút thì nó sẽ nở được gấp 4 lần nha các bạn. 4 lần là nó nở đỉnh rồi đó. Đó là nó như vậy ha. Các bạn đừng có để cho nó xẹp xuống ha. Nó xẹp xuống nhiều quá mà các bạn làm đó là cái men nó bị yếu đó các bạn. Cái bột cái mà nó bị xẹp nhiều quá là cái men nó bị yếu thì ra bánh nó không có ngon, nó không có nở tốt đâu ha. Rồi cái bột cái của mình thì nó đã được rồi, thì bây giờ các bạn sẽ bỏ chung vô với lại cái bột chính của mình đó các bạn, rồi các bạn trộn đều lên nhé. Không, các bạn làm cái cách này nó rất là nhàn, các bạn không cần dùng tới máy nhồi bột mà cái bột của mình nó vẫn mịn nha. Rồi mình các bạn để ý cái thao tác của mình làm đó, mình gập lại sau đó rồi mình trộn đều lên, xong rồi mình cũng đập đập vậy đó, mình làm chừng vài phút cái là cái bột của mình nó hết dính tay à. Đến khi mà cái bột của mình nó đều hết, nó hết dính tay rồi đó, thì các bạn đậy lại, các bạn cho nó nghỉ 10 phút, sau đó bắt đầu là mình tạo hình luôn nha, mình vô nhân mình tạo hình luôn. Thì với cái công thức này đó thì các bạn làm ra một cái hình, các bạn đè dẹp cái cục bột xuống cho nó thành một cái hình chữ nhật nha các bạn. Một cái lớp nó không có mỏng lắm. Rồi sau đó mình cho nhân vô, cho toàn bộ cái số nhân dừa vô. Rồi sau đó cái mình cho cái phần nho khô vô. Rồi các bạn đè đè nó xuống, rồi các bạn đầu các bạn nhanh tay các bạn gập lại làm ba, giống như là một các bạn gập một cái lá thư vậy đó. Mình cán cho nó dẹp dẹp xuống, cho nó vuông dứt lại. Rồi mình chia ra làm 6 phần bằng nhau. Mỗi cái phần nhỏ đó thì mình cắt làm ba vậy, rồi mình thắt bím. Tại vì nó là nhân dừa đó các bạn, nhân dừa với nho đó, thì mình nên làm theo cái kiểu này để cho cái nhân nó lòi lòi ra, cho cái bánh mình nhìn nó hấp dẫn hơn á. Rồi mình cuộn lại như vậy ha, rất là đẹp. Các bạn thích để vô trong khuôn mà sát sát nhau cũng được, mà các bạn thích để ra nướng một cái như vậy cũng được ha, tùy. Các bạn để trong khuôn thì các bạn nên để cho nó có một cái khoảng trống như vậy để nó nở ra, chứ đừng có để sát quá nó không có chỗ nở. Rồi mình sẽ ủ cho nó nở đến gấp hơn 2,5 gần gấp 3 để mình nướng nha. Thì mình ủ cỡ 1 tiếng rưỡi đổ lại đó, kể là cộng với 20 phút làm nóng lò. Mình làm nóng lò ở nhiệt độ 350 độ F, 175 độ C. Trong khi mình đợi nóng lò thì mình làm cái phần quét mặt đó, thì mình cái phần lòng đỏ hồi nãy mình còn gì mình lấy mình để dành lại, rồi mình cho vô đó một muỗng cà phê sữa trộn đều lên, rồi mình quét lên cái mặt, sau đó mình cho vô nướng. Nướng cái này là mình không cần nướng quạt đâu nha các bạn, nướng ở cái chế độ bình thường được rồi, không cần bật quạt đâu. Rồi mình giảm nhiệt độ xuống là 325 độ F và 160 độ C. Mình nướng cho đến khi mà nó vàng như trong cái video là được ha. Mình nướng cỡ 35 phút gì đó.
Đó, bánh của mình, thành phẩm của mình nhìn hấp dẫn không các bạn? Cái bánh này ăn đó, các bạn ơi, ngon lắm. Các bạn cắn chúng cái phần dừa nó béo, nó thơm. Rồi cái phần nho thì nó ngọt ngọt chua chua. Bánh mì thì nó béo béo mềm mềm. Trời ơi, ăn một là một cái này mình làm xong mình ăn hết muốn nửa cái luôn rồi các bạn. Các bạn làm mà tặng cho là bạn bè là bảo đảm người ta rất là thích nha các bạn. Các bạn nào mà theo dõi mình lâu rồi các bạn biết là mình hay làm bánh với lại bột cái đó, thì với cái cách làm mà với bột cái thì bánh của mình ra lúc nào nó cũng mềm lâu nè, mà nó thơm hơn cái bánh bình thường. Qua hôm sau nó vẫn mềm, nó không có bị khô là tuyệt vời các bạn ha. Ok, video của mình đến đây đã hết rồi. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Mình hẹn gặp lại các bạn trong video tới nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.